Hôm nay, Villacon sẽ review bộ phim mới của tài xế hạng 3 có tựa là Tai Đèn. Bộ phim có sự tham gia của các ngôi sao tên tuổi Shincha Blancpanic, Nopon Komarachun, Natsawood, Sakichai, Ruth Horan, chị Rayut Lamini và Ranjat Ravi Ekun Wadawak. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Park Chuli do biên kịch Việt Nasini chấp bút với sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Won Ra-wik, Cách Tiệt Gió Thiền. Dòng họ Neha Munko là một dòng họ Hoa Kiều tại Thái, trong nhà mấy đời vẫn giữ nếp sống và sinh hoạt của người Hoa, gia đình buôn bán giàu có, nổi danh cả một vùng. Cao sụt mà có hai người vợ, Liên Trinh và Mới In. Vợ hai là Mới In đã sinh được một người con trai đặt tên là Lộng Với. Khi vừa chào đời, Lộng Với đã được thầy bói phán là có mệnh khắc với anh trai mình, và cậu bé cũng sẽ là người gây ra đại họa cho dòng họ Neha Munko. Sau lời tiên đoán kia, trong nhà Neha Munko xảy ra rất nhiều chuyện khiến mọi người càng tin vào lời tiên đoán. Cao sụt mà quyết định gửi cậu bé ra nước ngoài, điều đó đã cắt vào trái tim của người làm mẹ là Mới In một vết thương không thể nào lành được. Mới In bằng mọi cách trở thành người đứng đầu của dòng họ Neha Munko sau khi chồng bà mất và kêu gọi con mình trở về. Chỉ là ngày gặp lại không hạnh phúc như bà mong đợi, bởi vì bên cạnh Lộng Với bây giờ còn có một người khác nữa, chính là Sushi. Sushi đang mang thai và cả hai cũng đã quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày vui đến, thầy bói lại phán rằng đứa trẻ sắp chào đời khắc mạng với cha mình. Xung đột lên đến đỉnh điểm là khi Sushi không chịu nghe lời mẹ chồng, mang con đi cho người khác. Mới In vì thương con nên đã lén lút cho người đem đứa trẻ mới chào đời vứt ở bìa rừng. Sau đó bỏ thuốc để Sushi không thể có con được nữa, rồi nhanh chóng kiếm vợ khác cho Lộng Với. Vợ mới của Lộng Với hạ sinh được một đứa con trai đặt tên là Popo, nhưng ngờ đâu Popo lại là kết quả của một mối tình vụn trộm. Khi biết được chuyện này, Mới In đã ra tay bức tử đôi nhân tình này. 16 năm sau, Popo lớn lên trong sự gãy lạnh của bà nội và bố của mình. Popo trở thành một đứa trẻ cứng đầu và khó dạy bảo, hay đi gây chuyện khắp nơi. Trong một lần chạy trốn đánh côn đồ, Popo đã gặp được Nguyễn Liễn, một cô gái mồ côi cha mẹ làm việc ở trong một cánh hát. Cả hai đem lòng yêu thương nhau. Lộng Với cũng vô tình gặp gỡ Liễn Liễn và có một tình cảm khó nói với Liễn Liễn. Thấy Lộng Với yêu thương Liễn Liễn, cô nay dài bỏ tiền mua Liễn Liễn về với dự định cho làm vợ ba của Lộng Với. Popo biết chuyện người mình yêu sắp trở thành vợ của bố nên đã dắt Liễn Liễn chạy trốn. Lộng Với nổi giận trước sự độc đoán chuyên quyền của mẹ mình nên cho người đi điều tra và biết được rằng Liễn Liễn chính là con gái ruột của mình đã bị mang đi rất nhiều năm trước. Bi kịch nối tiếp bi kịch, xuyên suốt bộ phim là tình yêu độc đoán của Mới In hay còn gọi là Khun Nga Dài của dòng họ Neha Munko. Vì sự mê tín, Khun Nga Dài đã gây ra không biết bao nhiêu bão tố phong ba chính trong ngôi nhà của mình, biến cuộc đời của con trai thành bi kịch. Cháu ruột bị ruồng bỏ trở thành kẻ mồ côi, ra tay độc ác với chính con dâu của mình và kể cả giết người, Khun Nga Dài cũng không hề rung tay. Cuối cùng, định mệnh của những con người sống dưới mái nhà Neha Munko sẽ đi đâu về đâu? Mọi người hãy cùng đón xem bộ phim Tai Đèn để đi tìm kết cục của những con người trong ngôi nhà ai oán ấy. Cảm ơn các bạn đã